Chào các bạn, bữa nay mình chia sẻ với các bạn là một cái mức ăn Tết nha các bạn. Mình mua có 3 trái cam 1 kg nè mà thấy ngon quá, mình mua mình uống mà mình thấy cái viên da nó ngon, cái vỏ nó ngon quá, mình để mình làm mức nha. 3 trái này 1 kg nè các bạn. Ở đây mình có 1 lít nước nè với lại một muỗng cà phê muối nè, mình bỏ vô đây ha. Để mình ngâm nó nha. Mình cắt ra làm tư đi các bạn, mình dễ lột. Cam này cái vỏ dày thiệt dày ha. Mình lấy cái này nè, cái nó khô gan này nè, không có ăn được đâu. Người ta nói mình mua thì người ta nói nó ngon nhưng mà không có ăn được, nó khô á. Mình chỉ mà làm mứt thôi, cái vỏ dày thiệt là dày. Các bạn thấy không? Cái vỏ thiệt là dày luôn. Mình định mua mình ăn nhưng mà cái vỏ dày quá mình không ăn được. Cái này mình gà ra mình lấy cái nước á. Ngọt các bạn ơi. Ngọt, mình làm cho hết cái phần này nha. Mình thấy nó xấu xí chứ nó ngọt. Là những cái món mứt này để mình ăn Tết nha các bạn ha. Các bạn có thích cái kênh mình á, các bạn ủng hộ cho mình nha các bạn. Bỏ vô đây mình ngâm luôn. Đây các bạn, mình lội bỏ nó, cái vỏ nó xong rồi, giờ mình phải 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 lội bỏ cái này. Cái dầu nó là nó bị nhẵn nha. Bây giờ mình ngâm cái nước này rồi mình nhồi đi nhồi lại cho nước cả 4-5 lần nước nha các bạn ha. Đó, mình sắc cỡ này các bạn, sắc cỡ này, mình sắc cho hết cái phần này với lại cái này nè mình nạo bỏ bớt này nè, mình nhồi nó cũng ra nữa nè. Đó, bỏ hết cái này. Đây. Rồi mình sắc nó nè. Cái này ăn nó thông cái mọng các bạn. Mình nhồi cỡ 3 nước được, là mình vô mình nhồi thêm nước muối cái mình xả rồi cho nó sạch, thiệt là sạch nha. Đó, cạo bỏ bớt cái này để chắc nó nhựa là cái vỏ dày hết. Cam là cái vỏ dày thiệt dày, mình dắt được 1 ly nước thôi, uống ngọt lắm nhưng mà nó khô, nó không có nước nhiều như cam vườn trái xanh á. Nhồi rồi cái để cho khô, mình dắt thì khô cái mình cân nha, cân coi còn lại được bao nhiêu, mình sắc hết cái phần này rồi mình bóp nha. Ăn xong rồi đây các bạn ơi, mình nhồi nó nhiều nước lắm nè, mình thử nó ha, mình thử nó mà chừng nào mà cho cái này nè mình cắn nó hết có nhỏ còn nhẫn nhẫn là thôi là mình được nè. Nó hết nhẫn nè. Nó có cái hậu nhẫn nhẫn nè. Là hết hết rồi đó, mình giờ mình trộn đường vô ha. Cái này là mình cân 400 g nè các bạn. Mình làm 200 g đường nè. Mình để cho nó hơi còn the đó là mình ăn nó tốt. Giờ mình cho vô đây mình cho đường vô ha. Rồi đừng mình đi sấy, hồi nó ra nước mình sấy nha. Này mình 200 g đường nè các bạn. Rồi. Chút xíu nữa nó ra nước rồi mình đi sấy cả 10 phút nha các bạn ha. Cho nó đều cái đường, nó thấm đường vậy ha. Các bạn nhồi với nước muối nó dai, nó không có gãy nha. Mình ngâm đến nay được 30 phút rồi đây các bạn. Nó ra nước như vậy, giờ mình chắc nước vô mình xào trước nó cho nó sôi lên rồi cái mình bỏ cái này vô nha. Để thôi cái này nó bị chín quá, cái nó không ngon. Mình không có trụng nó đó, mình nhồi. Rồi.
mình cho nó sôi rồi cái mình hãy bỏ nó vô. Rồi giờ mình cho nó sôi cái này rồi mình nó ấy cái này, cái mình bỏ cái này vô rồi mình xào nha. Bây giờ nó sôi lên nó muốn thành kẹo non á. Bây giờ mình cho vô nha các bạn. Trong đây nó cũng còn nước. Cái này đường nó dính ở trên mình cào xuống cho nó. Mình xả tiếp một chút xíu nữa là nó khô ha. Thắng lại ngon. Mình xào cho miếng đường vừa thôi cho nó dẻo cái miếng này nè. Mình xào lại cho nó khô thì khô ha. Trong gieo cái miếng này. Nó sắp khô đây các bạn. Rồi mình cứ xào nha, mình xào mình rửa cho thiệt là nhỏ để cho nó khô lên luôn ha nè. Đó. Bây giờ mình xào cho nó khô luôn nha các bạn ơi. Nào các bạn thấy không? Khô gan luôn. Các bạn ơi xong rồi đây nè. Còn nóng nha các bạn, bây giờ mình đem ra nha. Cái này hồi nãy mình lấy cái cọng dây này ra cho nó hết á. Dưới nó nè. Những cái nó còn sót nó nằm ở trong. Nếu mà mình sợ nó ỉ dỉ á, mình ăn lâu cũng được á, mình đem hơi ra mình phơi thêm nha các bạn. Đó. Ngon lắm, nó còn hơi the, hơi nồng nà, hơi hơi cái còn cái cam á. Rồi mình đem ra cho đây các bạn coi nha. Ngon lắm, nó theo cái công thức của mình là mình cắt mỏng như gì là nó như gì nè các bạn. Còn những miếng mình cắt dày nè nó đơ, còn miếng các bạn mai chiều vào căn có làm nó cắt mỏng gì nè ha, rồi nó ngon lắm. Mình cắt thử cho nó coi những cái mấy miếng nó mỏng rồi những nó dày á, coi nó cái miếng nào nó ngon cái mai chiều về mình có mua cam mình ăn á các bạn, cái mình cắt mỏng. Mình đừng có bỏ cái này, mình đừng có bỏ cái vỏ uổng ha. Bây giờ mình nghĩ là nè nó không có dụng nó, mình sắc làm sao là nó ra ra nghĩ này nó chưa có, mình xào thì mình xào nói mình phơi cho nó một nắng nữa nha các bạn, mình sợ nó ỉ á. Đây bạn, mời các bạn ăn chung với mình nha, cái công thức này là mình làm nó vừa ăn lắm nha các bạn. Ngon, cái miếng mỏng này thì ăn ngon hơn ha. Mai chiều gì mình sắc cái miếng mỏng này mình mời các bạn chung với mình nha. Mình chúc các bạn làm cái mứt vỏ cam này thành công nha. Bây giờ mình chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn cái clip tiếp theo nha các bạn. Các bạn yêu thích cái kênh Bích Quỳnh, các bạn nhớ like đăng ký giùm Bích Quỳnh nha.